năm 2024 thì ngân hàng đã hỗ trợ cho 4 gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng giá trị là hơn 20 triệu đồng. Đến nay cơ bản là các gia đình rất là phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như chung tay hỗ trợ của các doanh nhân trên địa bàn phường Tân Bình để họ cùng vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn phường thì những năm vừa qua thì doanh nghiệp luôn được sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như là sự ủng hộ của người dân trên địa bàn. Đấy, ngoài công việc kinh doanh thì chúng tôi luôn xác định và đề cao tinh thần trách nhiệm doanh nhân đối với những cái cuộc sống hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay chúng tôi ở đây có chút tấm lòng trao tặng cho nhà các hộ gia đình thì rất mong là được lan tỏa được cái tình cảm của doanh nhân cũng như các cái tình thương trong cuộc sống. Và rất mong luôn được đồng hành cùng với chính quyền cũng như nhân dân để giúp các hộ gia đình luôn được ổn định cuộc sống và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng rất là cảm ơn nhà hảo tâm hôm nay đến để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nhà tôi. Một mình nuôi 3 cháu thì cũng có phần quà rất là lớn, thì tôi cũng sẽ cố gắng và tiết kiệm để nuôi các cháu ăn học.